Kính thưa quý vị khán giả khắp nơi, hiện nay chúng tôi đang đi đến Gun Show, National Gun Show, nơi mà có thể nói là triển lãm về súng bộ binh ở tầm mức quốc gia. Thưa quý vị, quý vị thấy trên màn hình là Gun Show. Annulus Expo. Vừa rồi thì có một ông khách Mỹ đi ngang, ông nói rằng đội nón Trump hay MAGA coi chừng bị dớt rồi quý vị. Nguy hiểm quá. Quý vị thấy là người ta mua đem súng ra nghìn thôi quý vị. Gun Show. Thôi bây giờ mình đi vào Gun Show để coi súng ống như thế nào, mua vài cây về phòng thân chẳng hạn như vậy. Ở Mỹ này thì súng bán giống như là rau củ quả hay là dao kéo vân vân thưa vậy. Chỉ khác là khi mua súng thì phải có một cái quá trình kiểm tra lý lịch, sau đó 10 ngày thì bên bán súng mới giao súng được quý vị. Họ làm rất cẩn thận bài bản, thẩm tra lý lịch đàng hoàng chứ không phải bán bừa. Còn có một cái hệ thống xã hội đen thì bán súng lậu thì cái đó lại khác nữa rồi quý vị. Thì bây giờ mình sẽ đi vào đây. Họ yêu cầu là nếu mà có súng đem vào thì phải không được lắp đạn thưa quý vị. Unload conceal carry guns. Luật anh tiểu bang Virginia này cho đeo súng thoải mái. Xin thưa quý vị như vậy. Miễn là xin giấy phép đàng hoàng. Và không được có ý đồ đe dọa bất cứ ai thưa quý vị. Chỉ coi như để phòng thân. Thank you.
still 6S more than I paid for it. I wouldn't mind, take a look.